Xin kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sáng nay mùng 1 tháng 11, theo chương trình làm việc, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác thi hành án. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhận bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, sáng nay, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17, gọi tắt là Hội nghị Trung ương 7, đã khai mạc. Hội nghị diễn ra ngay trước thềm Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, dự kiến khai mạc vào ngày 8 tháng 11 tới. Quay trở lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, theo tính toán mới đây của các nhà phân tích, cuộc bầu cử năm nay dự kiến sẽ tiêu tốn tới 6 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn tổng chi phí cho cuộc bầu cử cách đây 4 năm khoảng 700 triệu đô la và trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sáng mùng 1 tháng 11, theo chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác thi hành án. Đồng tình với báo cáo của các cơ quan tư pháp Trung ương, hầu hết các ý kiến tại phiên thảo luận đều ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm. Các đại biểu cho rằng, thành tích trong phòng chống tội phạm, nhất là việc điều tra, khám phá những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, vụ lừa đảo mua bán qua mạng quy mô toàn quốc với số tiền hàng trăm tỷ đồng là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ, tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, hành vi tội phạm mang tính côn đồ, dã man, gây nguy hại cho xã hội, tội phạm trẻ em diễn ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nhận xét thời gian qua, bên cạnh những kết quả tốt trong công tác giữ vững ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, vẫn còn diễn biến phức tạp của tội phạm. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức, giảm sút ý chí chiến đấu, ở một số nơi kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm ở nhiều nơi còn coi đó là nhiệm vụ của ngành công an, cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm còn thấp, dẫn đến hiệu quả công tác phòng chống tội phạm chưa thực sự đạt được như mong muốn. Về giải pháp trong năm 2013, dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình tội phạm và tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn. Tôi đồng ý với đánh giá và các chủ trương giải pháp trong báo cáo. Tôi đề nghị cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân vào công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng các cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự. Các đại biểu cũng nêu ý kiến về việc triển khai hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc trong quy định của luật thi hành án hình sự mới được Quốc hội thông qua. Cùng với đó là những vấn đề về phòng chống ma túy, quản lý trò chơi bạo lực trên Internet. Về hình thức triển khai thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, nhưng đến nay chưa thống nhất loại thuốc tiêm, để một số lượng án tử hình còn tồn đọng kéo dài, gây trở ngại cho cơ quan công an giam giữ, đề nghị với Chính phủ, với Quốc hội là chỉ đạo cho các bộ ngành phối hợp nghiên cứu để tự sản xuất thuốc là phục vụ sớm cho việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, không nên để là án tử hình kéo dài nữa, là gây làm trở ngại cho cơ quan công an giam giữ và gây hoài nghi trong nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, giữa nhà trường và các cơ quan chức năng khác trong việc quản lý giáo dục các em và phòng chống vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên. Cụ thể là các cơ sở đào tạo có trách nhiệm quản lý giáo dục học sinh, sinh viên trong các trường học đưa nội dung giáo dục pháp luật và các quy định bảo vệ an ninh trật tự vào chương trình giáo dục chính khóa của các cấp học, phối hợp tốt với gia đình trong việc quản lý giáo dục học sinh, sinh viên, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực nhà trường. Buổi chiều, nghị trường Quốc hội tiếp tục nóng với nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội liên quan đến kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tư pháp và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Băn khoăn trước chất lượng của hoạt động thanh tra, nhiều đại biểu cho rằng việc tiến hành thanh tra, ra quyết định thanh tra của cơ quan thanh tra các cấp liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.
Người ra kết luận thanh tra lại có cái xu hướng là phụ thuộc vào chủ thể quản lý khi ra kết luận. Việc này là chưa đúng với quy định của luật thanh tra. Nội dung kết luận thanh tra đã không tuân thủ đầy đủ quy định tại Điều 50, không xác định đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có vi phạm. Điều này dẫn đến các vụ Vinasin, Vinalize trách nhiệm sai phạm chỉ được thanh tra chính phủ quy cho lãnh đạo doanh nghiệp mà không hề thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Chia sẻ với những bức xúc của các đại biểu Quốc hội về chất lượng xét xử, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết, theo số lượng thống kê trong 3 năm gần đây nhất, thì mỗi năm chất lượng xét xử tốt hơn năm trước, với ngày càng ít các trường hợp oan sai, vi phạm tố tụng. Bên cạnh một bộ phận thẩm phán, thư ký trình độ năng lực còn hạn chế, thì chất lượng đội ngũ công chức ngành tòa án đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chúng tôi đánh giá chung về chất lượng xét xử hiện nay là vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhân dân, của xã hội, của Quốc hội là có nhiều nguyên nhân. Trong đó có cái nguyên nhân chủ quan là trình độ năng lực của đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án thì cũng còn một bộ phận thì trình độ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác thì chúng ta cũng có thể đánh giá là cái đội ngũ cán bộ công chức của ngành tòa án là đa số là có phẩm chất đạo đức trong sáng, đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cho nên chất lượng xét xử và tỷ lệ giải quyết các loại vụ án càng ngày càng tiến bộ hơn. Về nguyên nhân vụ việc giám đốc thẩm còn nhiều, Chánh án lý giải, do tình hình kinh tế xã hội đang phức tạp, số vụ tranh chấp tài sản nhiều dẫn đến làm tăng số vụ án khoảng 15.000 vụ hàng năm. Thứ hai là do nguyên nhân chất lượng xét xử và yếu tố nữa là quy định của pháp luật còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Ví dụ như chưa có chế tài đối với người khiếu nại không đúng khi khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm. Quy định về chuyển đơn khiếu nại hiện cũng chưa qua thẩm định chi tiết, khiến cho nhiều trường hợp đã giải quyết nhưng tòa án vẫn phải thụ lý đơn trở lại. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần phân tích làm rõ những nguyên nhân, điều kiện phạm tội, hoàn cảnh phạm tội, làm rõ những sơ hở trong quy định của pháp luật để từ đó có biện pháp đấu tranh phòng ngừa, nâng cao chất lượng hoạt động toàn dân phòng chống tội phạm ở các cơ quan đơn vị. Tính chất tội phạm ngân hàng tiền tệ có đặc thù là hành vi phạm tội thực hiện kéo dài. Nó khác với tội phạm về an toàn xã hội có tính bộc phát tức thì. Thì tội phạm kinh tế và tham nhũng trong hệ thống ngân hàng tiền tệ được thực hiện kéo dài, có sự móc ngoặc, bè cánh, lợi ích nhóm nên khó phát hiện. Rõ ràng nó đã hình thành trong quá trình lỏng lẻo và không minh bạch trong tổ chức thực hiện. Có hay không, cần làm rõ trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng, việc lợi dụng chủ trương tái cơ cấu, tái cấp vốn vì lợi ích, vì đã có dấu hiệu phạm tội. Đây là vấn đề phức tạp, cần kiểm tra, thanh tra. Buổi thảo luận cũng thu hút nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội quan tâm đến lĩnh vực tội phạm về ngân hàng. Các đại biểu cho rằng, tội phạm ngân hàng, tín dụng đen diễn biến rất phức tạp, những vụ việc mới phát hiện chỉ là phần nổi. Tham nhũng trong lĩnh vực này liên quan chặt chẽ đến nợ xấu, cho vay không tài sản thế chấp, thổi giá thế chấp, không tính đến hiệu quả các dự án kinh doanh, phần lãi quả là rất lớn. Trong thực tế, doanh nghiệp rất khó tiếp cận khoản vay với lãi suất 15% và nếu có được thì cũng phải mất khoản lót tay lớn. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng phải sử dụng quyền lực của mình để chế ước lẫn nhau, giám sát lẫn nhau trong tiến trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án để đảm bảo mỗi vụ án, bị can, bị cáo phải được xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ngày 2 tháng 11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi và dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 11, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đang ở thăm chính thức nước ta. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam đưa tin, ngày 1 tháng 11, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tại huyện Bắc Trà My, sau hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, cuộc vận động đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm phục vụ của cán bộ, nhân dân. Tuy nhiên, do Bắc Trà My là một huyện miền núi có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60%, nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện chỉ thị này. Ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo xã Trà Tân và huyện Bắc Trà My, đồng chí Hà Thị Khiết lưu ý thời gian tới, địa phương cần gắn việc thực hiện chỉ thị 03 với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Nhân dịp này, đoàn công tác đã đi thị sát thân đập và nhà máy thủy điện Sông Chanh 2, làm việc với ban quản lý thủy điện Sông Chanh 2. Đồng chí Hà Thị Khiết cũng cho rằng, bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ thì lãnh đạo ban quản lý cần phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân địa phương, không được chủ quan về các vấn đề an toàn đập. Nhằm thực hiện khung chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020, sáng 1 tháng 11, Học viện Quản lý Giáo dục đã thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thảm họa. Việt Nam nằm ở vị trí thường xuyên phải chịu sự tác động của thảm họa thiên nhiên như bão lũ, hạn hán, động đất, sóng thần, nên Việt Nam cần phải được nâng cao năng lực giáo dục trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro thảm họa. Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thảm họa ra đời sẽ là đầu mối để tham mưu cho Giám đốc Học viện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Học viện, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục về biến đổi khí hậu, ứng phó với tình trạng khẩn cấp và giảm thiểu rủi ro trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển đã tổ chức hội thảo trách nhiệm của báo chí trong việc bảo vệ bí mật đời tư công dân. Gần đây, một số báo mạng đã khai thác quá mức về đời tư công dân, đặc biệt người nổi tiếng, với mục đích thu hút độc giả. Tuy nhiên, do thiếu kiểm chứng thông tin nên không ít bài viết sai sự thật và đã bị tố cáo. Mặc dù pháp luật Việt Nam có quy định về việc bảo vệ quyền bí mật đời tư của công dân, nhưng nội hàm của quy định, định nghĩa về bí mật đời tư, phạm vi của bí mật đời tư lại chưa rõ ràng. Vì vậy, nhiều thông tin về đời tư công dân đã bị khai thác quá đà, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Ranh giới giữa những cái thông tin mà độc giả được biết nên biết và những thông tin hoàn toàn mang tính cá nhân, thậm chí là xâm phạm vào cái quyền đời riêng tư của người ta, thậm chí là không chỉ cá nhân họ mà con cái, vợ chồng, anh em, thậm chí cả người hàng xóm cũng được lôi vào cuộc, thì theo tôi đây là câu chuyện nó đi quá đà, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Có những người từ vấn đề tâm lý họ sẽ không thể làm những việc công việc hàng ngày của họ, dẫn đến những ảnh hưởng về vật chất, và cái này thì rất là khó nói. Có những người thì ảnh hưởng nhỏ thôi, nhưng sẽ có những người là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Tại hội thảo, các nhà báo đều nhấn mạnh vai trò to lớn của báo chí trong việc định hướng dư luận xã hội. Vì vậy, việc đề cao trách nhiệm trước xã hội, tuân thủ nghiêm túc quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi khai thác thông tin đời tư cá nhân là vô cùng cần thiết. Nhà báo có đạo đức, có tâm với nghề sẽ tôn trọng sự thật và đề cao tính nhân văn trong mỗi dòng thông tin của mình. Nếu làm được như vậy, có nghĩa là nhà báo cũng đóng góp một phần vào trách nhiệm chung của báo chí trong việc bảo vệ đời tư công dân.